Cô thì cô bị nám cũng lâu rồi, chắc có lẽ là cô xài mỹ phẩm á, nó không thích hợp á, đâm ra nó càng xài nó càng nám hơn nữa. Thì cô tới đây cô làm đẹp, bác sĩ nói cô ở đây là có cái liệu trình mà trị nám rất là hiệu quả, thì cô cũng tin tưởng và cũng thử qua một liệu trình xem sao. Thì qua cũng một hai buổi thì cô thấy là vết nám nó mờ đi hẳn, và cô cũng tiếp tục đi đi tiếp vài buổi nữa. Thì cô đi đến buổi thứ sáu thì cô thấy là vết nám của cô nó cũng mờ hẳn đi, thì còn 4 buổi nữa. Cô thì cũng có vài người bạn cũng bị nám như cô vậy nè. Rồi có những đứa mà khi mà sanh rồi thì da mặt nó bị nám luôn. Thành ra cô đi tới đây tôi thấy là nó đạt hiệu quả. Có thể là cô về nhà cô giới thiệu cô các cô bạn của cô tới đây để mà bác sĩ điều trị cho nó hết nám. Hoạt động theo nguyên lý chỉ tác động tới vùng da có sắc tố phù hợp với bức sóng, vùng xung quanh không chịu bất kỳ tác động nào. Công nghệ quang âm không phát nhiệt trên bề mặt da nên không tổn thương da, khiến việc trị liệu thoải mái, dễ chịu và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Khi chạm đến mô đích trên bề mặt da, nhiệt mới phát ra tại đó, tạo ra độ rung cực mạnh để làm phá vỡ kết cấu của các hắc sắc tố. Các hắc sắc tố này vỡ vụn từ những hạt nhỏ li ti, một phần bị đẩy lên bề mặt da và được loại bỏ dưới hình thức tẩy da chết, một phần tự lọc ra ngoài cơ thể. Theo cơ chế bài tiết tự nhiên, ứng dụng mức năng lượng cực cao trên 200 triệu watt, nhờ đó thời gian điều trị được rút ngắn đi, số lần điều trị cũng sẽ ít hơn, giảm thiểu tối đa tình trạng ửng đỏ trên da. Đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp, chất lượng 5 sao, BB Thanh Mai là địa chỉ thân quen và tin cậy của nhiều nghệ sĩ và hàng ngàn khách hàng khắp cả nước. BB Thanh Mai tự hào có giám đốc y khoa là tiến sĩ bác sĩ Thai Nach Lily, là bậc thầy y khoa nổi tiếng trên toàn cầu, là diễn giả tại nhiều hội nghị lớn tầm cỡ quốc tế, chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa lớn trên thế giới và hiện tại là cố vấn cấp cao cho nhiều hãng thiết bị y tế hàng đầu trên thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Thai luôn cập nhật và giảng dạy các công nghệ mới nhất này đến các bác sĩ trên toàn thế giới và đưa ra những cái phương pháp làm đẹp tối ưu nhất cho từng trường hợp khách hàng. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai, người đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng về thẩm mỹ viện như thẩm mỹ viện tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trị hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước luôn lui đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Mong rằng BB sẽ có cơ hội được giúp quý khách nâng tầm nhan sắc. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB.